Bạn muốn tìm nơi mua đích chơi game mobile uy tín, giá rẻ và chất lượng, nhớ ghé qua shopmoviet.vn của mobile anh em ơi, với rất nhiều sự kiện hot giảm giá mỗi ngày. Đặc biệt có một danh mục mới mà ở đây các bạn có thể mua những nick chưa chơi trận đấu nào. Ví dụ mua một nick chơi vị tướng Vio để anh em cày tiền để thắng Vio thì chưa chơi trận đấu nào luôn anh em ơi, và có trang phục của Vio Thần Long Tỷ Tỷ chẳng hạn. Hello cho anh em nha, hôm nay mình sẽ chơi Toro, con bò Toro hay là con trâu Toro ấy nhở? Cái này thì không quan trọng vì bò hay trâu thì cũng trâu bò hết anh em ơi. Là một vị tướng rất là trâu, trâu vô cùng luôn ý. Và đặc biệt có khả năng phá hiệu ứng khống chế của team bạn, bởi vì mình miễn khống chế và mình có miễn thương siêu to khổng lồ. Nói chung là Toro là vị tướng để khắc chế mấy cái đội hình mà thứ nhất đó là cái đội hình kiểu khống chế mạnh và cái đội hình kiểu cấu rỉa thế này ấy, mình sẽ che cho đồng đội nha. Đó, đặc biệt là sát thủ luôn anh em ơi, gặp Toro thì cứ phải gọi là auto gãy gãy ngứa nha. Ok, chỉ bị combo nào, chắc là đủ combo giết Gindu anh em ơi. Bạn lướt lên thì ngon, 1-2 bộc phá đánh thường, tiếc là hơi thiếu một xíu đam chứ trên cấp đầu đã thuộc về anh chàng Toro, con bò Toro rồi. À không anh em ơi, con trâu Toro. Một vị tướng cũng được rất nhiều anh em yêu cầu và thực sự anh em vẫn rất thích chơi Toro. Và Toro thì lối build đồ của chúng ta đó là full tanker. Kinh phù hiệu thì các bạn sử dụng phù hiệu như bên dưới nha. Thì đầu game các bạn sẽ có lượng đam rất là ổn, mỗi khi các bạn hook vô Toro sẽ cực kỳ gây nhiều sát thương phép xung quanh. Cái hiệu ứng gây sát thương phép này rất là tuyệt vời cho Toro nha. Các bạn sẽ không phải lên đồ đam, mà thậm chí anh em muốn đam nhiều hơn thì các bạn có thể lên thêm cái áo tròn thần ra cho Toro. Nhưng mà thực sự thì Toro mình treo anh em thôi, về đi về đi. Vai ô ui à, cứ nhiều nhau lên bản đánh số hết thế này. Mà cái gì mà con Enzo này hay là Murat này, trận này chắc là không được chơi game rồi. Thực sự anh em ơi, không được chơi game với bét Toro anh em ơi. Chơi Toro không biết là bao nhiêu mùa rồi, hiện tại là mùa 2 năm rồi mà. Mà chơi Toro thì cũng làm clip hình như là bắt đầu từ mùa 1, mùa 2. Nói chung là cũng gần 6 năm rồi Toro. Thế là con Toro này đối với mình, con vị tướng nó quá là dễ chơi. Mà muốn leo rank tốt thì cứ chơi Toro. Thực sự anh em ơi, Toro leo rank rất là tốt luôn nha. Anh em mà chưa biết Toro leo rank nào cho mình chơi này. Con này con tướng phải hổ báo một tí anh em ơi, cho Toro phải hổ báo một tí. Đó, cấu rỉa, con này khả năng cấu rỉa tốt. Chú tanker nha anh em, hốc cái. Rồi chiêu 2 rất nhiều đam đấy anh em ơi, còn cái nội tại của cái phù hiệu đấy chứ. Ok, trận đấu này thì mình khá là khỏe đầu game với Chim và Toro. Hai con này kết hợp với nhau, Vio đầu game cũng khỏe nha, không phải yếu đâu. Ok, nên giải sớm về trận đấu này thì bạn có ghi đuôi anh em ơi. Team bạn có ghi đuôi anh em lên cái giày 250 vàng thôi. Sau đó thì anh em lên thẳng cái giải trước để vừa khi là ghi đuôi level 4 thì mình cũng có cái giải luôn. Hoặc là muộn hơn một tí thôi, chứ muộn quá là cũng lỡ mấy pha combat. Mà lỡ mấy pha combat thì thực sự team thua nha. Vio thì nhây quá thì phải trả giá thôi anh em ơi. Kêu cô về không về, Bình về mãi không về. Bây giờ thì một mình thủ đường anh em ơi. Ok, và team bạn hình như là đang ra thể hiện cái khả năng cấu gì ở của bộ đôi Yasu, Gyudu, lại còn có thêm Enzo và Didac cũng đang di chuyển xuống lên rồng. Tình hình là một mình cân 4 anh em ơi. Vì vậy thì anh em cứu viện đang tới rồi, đợi tiếp viện tới nha. Mình sẽ 1-2 bạn chơi rồi xong luôn. Enzo là lên thớt với cạnh bộc phá của mình này. Cứ đè đầu Toro mà đập, mình có giải được bạn ơi. Đùa thật sự anh em ơi. Không biết là gãy cái súng của bạn Yasu chưa nhỉ? Quá khó hiểu tại sao cứ đè Toro mà đập. Mà đây là lỗi lầm team bạn khiến team mình có rất nhiều lợi thế đầu game nha. Đấy chú anh em ơi. Thực sự thì quá là dễ chơi, quá trâu. Và hiệu ứng khống chế cộng phá team đội hình team bạn rất là tốt. Ok anh em yêu cầu mobile chơi con tướng gì nhớ comment bên dưới nha anh em ơi.
Mà khi mà chơi Toro mà anh em thiết lập được cái thời điểm đầu game mình chơi tốt rồi thì thực sự sẽ làm hủy diệt team bạn. Mà thậm chí nhiều khi Toro đầu game team có thể phế nhưng mà vẫn có thể gánh team thời điểm cuối game được, vì con Toro này càng late game càng khỏe anh em ơi. À mình chưa có giải, mình cái giày hộ vệ. Mình choáng cả đôi chơi được. Đấy. Ngọt sắt đi, vào bắn rất là đau luôn. Eo trụ mít luôn nha. Chỉ có mỗi eo su ở đây thôi. Thêm Enzo nhưng mà Enzo ra cũng không có tác dụng gì đâu. Hết chiêu rồi. Hết tốc biến rồi mà cứ đứng ngắm nhở. Ok. Ép quá trời ghê gớm luôn nha em ơi. Ép thế này thì Wonderman sẽ khỏe rất là sớm. Và thực sự con Wonderman nó khỏe sớm thì nó trở thành con quái vật. Veo cũng vậy. Chim thì vốn là khỏe đầu game giữa game rồi. Circus đúng là con trâu con bò. Ở trận đấu này phải ép sớm win sớm nha anh em ơi. Chứ thực ra nếu mà nhây full đồ hết ý, thì chưa chắc thì mình đã ăn ở đâu. Bởi vì con Dirac này, con Yudu này, đấy. Đặc biệt Murat nữa, nó có đồ là cũng to đầu phết đấy. Nên là mình sẽ đi ép từng cái trụ một cùng với Veo. Bảo kê Veo, nói chung là đi hộ tống Veo nhé. Chứ một lần kêu bạn đấy không đi theo, mình đi về trước. Bạn đấy lên bản đánh số luôn, nên là mình phải đợi bạn đấy nha. Chơi cùng ADSP và đi chung với nhau anh em ơi. Hay rồi, đấy AD đi ăn mạng liên tục luôn. Đợi lính xong vào anh em ơi, đợi lính xong vào nha. Ok, mà anh em vào trước mất tiêu rồi. Một mình thì về luôn đi, sao mà thủ được trong khi hai con trâu nó to thế này. Thì bạn bây giờ combat là thua anh em ơi, combat là thua nha, mình có giải rồi yên tâm cứ la vô anh em ơi. Đấy, Yudu một combat cứ cái chiêu cuối là có giải. Cay phết. Và anh em chơi SP mà chơi SP mà không giải đúng lúc ấy là anh em sẽ bị đồng đội thử nha. Đặc biệt team bạn có Yudu. Thôi băng trụ anh em ơi, chơi Toro mà xanh thế này là phải hổ báo nha. Trụ hay là không có trụ thì cứ băng hết đi. Quá dễ quá thì diệt tới đâu là team bạn lát tới đó anh em ơi. Trận này mà team bạn có ngộ khí nữa thì thôi rồi. Nói chung nha anh em, pick control là khi nào mà khi team bạn có những khống chế rất là mạnh, ví dụ như con Windu, hoặc là những trận đấu mà team bạn có những cái con tướng kiểu pháp sư cũng khống chế mạnh ý, thì các bạn có thể chơi nha. Đặc biệt hơn đó là đội hình sát thủ của team bạn, các bạn có thể pick Toro để counter nhớ nha. Chứ nếu mà team bạn có những con tướng kiểu đánh phần trăm máu này mạnh như kiểu Zhon hay AP thì anh em hạn chế chơi Toro, bởi vì cũng không hề dễ ép đâu. Zhon thì còn có thể ngon nhưng mà HP sẽ là khó cho các bạn. Nói chung là cái đội hình nào mà sát thương chuẩn khắc chế mình thì mình chơi. Còn mình thấy team mạng sát thủ, team mạng khống chế mạnh và kém cơ động thì mình chơi, mình phá đội hình team mạng anh em ơi. Đấy, đội hình team mạng mà kiểu là phải đi chung với nhau, mà co cụm với nhau ý, thành khỏe thì các bạn chơi Toro để có thể phá đội hình team mạng nha. Mình chỉ dọn lính thôi mà, mình chỉ SP thôi mà, cần chi phải sốc kết cái combo vậy hả? Đùa. Còn cái gì để chơi đâu. Xài hết combo lên người mình rồi, team mình ăn Sisa xong lên làm thịt cả team bạn luôn. Có khi trận đấu này là win được sớm nha anh em ơi. Win sớm luôn này. Game dễ quá. Đấy, anh em cứ chơi mấy con tướng nó dễ này, chơi đâu đây nó có ok hơn không. Tội chi phải tranh AD, tranh rừng với team là chi. Tội chi phải chơi những con tướng khó chơi làm chi. Vừa trâu vừa khỏe vừa dễ chơi, anh cơ cực tốt. Ok, có lẽ thì video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Mình sẽ lùa team bạn về nhà và team mình sẽ phá nhà nhé. Xin chào anh em và hẹn bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.